Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít ruột đỏ cập nhật ngày 18/2/2024 giá giảm. Cụ thể, mít ruột đỏ Indo lá bầu được mua tại vườn giá mít nhất 36.000 đồng một ký, trái lấy từ 8 ký trở lên. Mít nhì 26.000 đồng một ký, trái lấy từ 6 ký đến dưới 8 ký. Mít ba 16.000 đồng một ký, mít chợ 7-8.000 đồng một ký. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều nội dung khác. Kính chúc bà con nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.